Hello guys, it's me, I'm Thanh from Ama English and welcome back to my videos. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh đến từ Ama English và hôm nay Thanh quay trở lại với video clip học phát âm. Nhưng mà hôm nay không phải là một câu quote nào cả. Ok, mà hôm nay Thanh đọc thấy một cái bài viết chia sẻ rất là hay trên Facebook và Thanh thấy cái công thức này cực kỳ hay và hữu ích và Thanh muốn chia sẻ cho các bạn luôn. Nhìn lên bảng, các bạn có thể thấy cái công thức mà hôm nay Thanh muốn chia sẻ cho các bạn người là gì rồi đúng không? Yes. 7 steps to happiness. Okay? 7 steps to happiness. Okay, cái công thức này là 7 bước để hạnh phúc. Yes. Thì ở đây thì Thanh muốn chia sẻ cho mọi người 7 bước mà Thanh đọc, Thanh cảm nhận thấy là nó đúng và nó rất là hay, muốn chia sẻ cho mọi người. Các cái bước này thì đều là bằng tiếng Anh hết, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích các cái âm, cách đọc các cái từ đấy như thế nào. Và chúng ta sẽ học một số các cái dấu hiệu nhận biết khi mà trong quá trình chúng ta giao tiếp hoặc trong quá trình mà chúng ta học về âm, thì chúng ta có thể hiểu tại sao cái âm đấy lại được phát âm như vậy mà không phải là phát âm thành những cái âm khác. Ok, như thường lệ thì chúng ta bắt đầu đi vào phân tích các cái từ mà chúng ta sẽ gặp ở đây trước. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ về cái bài học và cái ý nghĩa của những cái điều mà Thanh muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có một cái điều gì sau khi mà xem video clip xong muốn chia sẻ lại với Thanh thì các bạn có thể comment phía bên dưới để có thể chia sẻ và học tập cùng với nhau. Ok, are you ready? Let's get started. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên nhé. Number one, think less, feel more. Ok, câu này rất là đơn giản và xúc tích. Tất cả các cái bước ở đây người ta sẽ sử dụng một cấu trúc ngữ pháp. Đó là think, động từ cộng với less và động từ cộng với more. Tức là làm cái gì đó ít đi hoặc là làm cái gì đó nhiều hơn. Được chưa ạ? Đầu tiên là think less, feel more. Trong cái từ này, cái câu này thì nó có nghĩa gì nhỉ? Ok, think less, nghĩ ít đi, đúng không ạ? Nghĩ ít đi. Feel more, hãy cảm nhận nhiều hơn. Rất là hay đúng không? Nghĩ ít đi và hãy cảm nhận nhiều hơn. Mọi người trong cái câu này, mọi người lưu ý cho Thanh. Khi mà các bạn gặp chữ trong một cái từ nào đó có một hoặc là hai âm tiết thì chúng ta sẽ được phiên âm thành âm e, tức là âm e dài hay còn gọi là âm e căng, được chưa? Repeat after me. E, yes, nó đọc gần giống như chữ y và chữ y ở trong tiếng Việt đúng không ạ? Ok, repeat after me. E. Lưu ý âm này nhé, Thanh đã nhắc rất là nhiều rồi. Âm này chúng ta sẽ có, khi mà kết thúc âm này là chúng ta phải cười lên đúng không? Ok, E, great. Rồi, think less, feel more. Cái ở ore ở đây, chúng ta sẽ được phiên âm thành chữ or. Great. Thì chúng mình đọc more. Repeat after me. More. Okay. Number two. Frown less. Smile more. Okay. Cái từ frown này có động từ có nghĩa là nhăn nhó. Okay. Frown less tức là bớt nhăn nhó lại, bớt cáu kỉnh lại đúng không? Smile more. Smile more là gì? Hãy cười nhiều hơn. Trong câu này có từ smile là động từ cười đúng không ạ? Rất nhiều người học viên của Thanh hay nói là smile. Mọi người lưu ý nhé, mình không đọc là smile, bởi vì ending sound tức là cái âm cuối ở đây đó là âm ở. Cái từ chữ e ở đây là âm câm, cho nên mình sẽ được không tính khi phát âm, mình sẽ không phát âm cái âm e này ra, và ở đây chỉ có âm ở. Các bạn lưu ý cho Thanh, đó là khi mà e cộng y cộng một phụ âm cộng e thì chữ y đó sẽ được phiên âm thành âm i. Cách đọc như nào? Ok, đọc như chữ i và i ở trong tiếng Việt nhá. Ok, repeat after me. I. Good job. Ok, mình đọc là smile. Kết thúc cái từ này, cái lưỡi của mình đã phải cong lên nhá. Ở. Và mình đọc là Smile. Ok? Frown less, smile more. Có nghĩa là gì ạ? Bớt nhăn nhó lại và hãy cười nhiều hơn, nhớ nhá. Ok. Next, number 3. Talk less, listen more.
Talk less tức là gì ta? Tức là gì nhỉ? Nói ít đi. Ok, nói ít đi và hãy lắng nghe nhiều hơn. Talk less, listen more. Trong từ này mọi người chú ý cho Thanh nhé. Cái âm AL ở đây nó được phiên âm là âm R. R. Yes, repeat after me. R. R. Khi mình phát âm chữ O này nó giống như chữ O và chữ O ở trong tiếng Việt. R. R. Right? Yes. Talk. 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 Nhớ ending sound của Thanh nhé. Đó là âm K. Talk. Talk less. Listen more. We have number 5. Watch less. Do more. Watch less. Do more. Ok, tức là gì ạ? À, hãy bớt xem lại và hãy làm nhiều hơn. Ok, watch. Mọi người lưu ý cho anh cái âm CH ở đây luôn luôn. Chữ CH luôn luôn được phiên âm là âm ch. Ch. Ok, ch. Cái âm này là âm vô thanh nhé mọi người. Ch. Ch. Và mình đọc là watch. Watch. Rất nhiều người đọc thiếu ending sound, mọi người lưu ý nhá, thiếu cái âm cuối. Ok, cho nên là khi mà người nước ngoài nghe, người ta sẽ không hiểu mình đang nói cái gì cả. Mặc dù mình biết cái từ đấy là cái từ gì đó, nhưng người ta sẽ không hiểu, được chưa? Watch, watch, watch less, do more. Ok, good. Number 6, complain less, appreciate more. Again, complain less, appreciate more. Câu này hơi nhiều, có nhiều từ hơi khó một xíu. Đầu tiên là từ complain, complain. Mọi người lưu ý cho Thanh nhé. Thanh hay nghe học viên đọc là complain. Mình không có âm E ở trong tiếng Anh. Và cái âm này, chữ I ở đây nó đọc bằng âm A. A. Mọi người đọc cho Thanh nhé. A. A. Và thứ hai chữ B L này. Mình đọc là B. 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 P. Ừ. P. Ừ. Được ạ. Và mình đọc là plane, plane. Repeat after me. Plane. Và đây là nhấn trọng âm thứ hai, mình đọc cao hơn một xíu. Plane, plane, plane. Good. Và ở đây một cái đầu tiên mình cái từ k, ơ, m. Và mình đọc là come, come. Bởi vì đây không được nhấn trọng âm, mình sẽ đọc thấp hơn một xíu đúng không? Mình thường là sẽ sao dấu huyền vào đó. Và mình sẽ là come, come, come. Và đọc nhanh, nối hai cái âm này vào là complain, complain, complain. Good. Ok. Complain less tức là gì ạ? Là phàn nàn ít đi, phàn nàn ít thôi. Appreciate more. Appreciate more tức là gì ạ? À, hãy trân trọng nhiều hơn. Ok, hãy trân trọng nhiều hơn. Cái từ appreciate này, mọi người lưu cho Thanh cách đọc này. Đầu tiên mình đọc từ cái nguyên âm được nhấn trọng âm trước nhá. Cái âm này âm e. E. Và cái từ này p, pr á, mình đọc là pr, pr. Per, đọc được liền nhau nhá. Ok, và đọc hạc nối cái này vào là pre, pre, pre. Và cái âm này được nhấn âm trọng âm cho nên đọc cao hơn một xíu và trường độ cao hơn và to hơn rất thành pre, pre, pre. Ok, good job. Next, mọi người lưu ý nhá, đằng sau cờ mình cộng với ia, ie, io thì cái âm chữ cờ này mình sẽ được phiên âm thành chữ sh, được chưa? Chữ sờ dài đó. Ok, sh. Chu môi lên rất thành nhá. Sh, great. Và ở đây mình sẽ đọc là she, she, right? Và không được nhấn trọng âm, đọc thấp hơn xíu. She, she. Ok, tiếp. Ở cái đuôi A tới E này mình được phiên âm là eight, eight. Và cái ở đầu mình sẽ được phát âm là, mình sẽ nối từ âm được đánh dấu trọng âm trở đi nhá. Mình sẽ đọc là three, she, eight. Appreciate. Great. Appreciate. Sau đó mình nối với từ trước và không được nhấn trọng âm, mình đọc là yes. Và đọc appreciate. Again. Appreciate. Đọc nhanh nhá. Appreciate. Great. Appreciate. Good. Again. Appreciate. Appreciate. Yes, cái động từ này có nghĩa là trân trọng đúng không? Appreciate more tức là trân trọng nhiều hơn. Yes. Và tương tự cái âm tờ tờ đây là ending sao là t, cho nên là nó thuộc vào bốn âm b t d k g. Cho nên đằng sau cộng một phụ âm thì mình sẽ không được phát âm rõ cái âm đấy ra. Mình chỉ là appreciate more, appreciate more. Thế thôi ạ, đúng không? Appreciate more. Next, the last one. Feel less, love more. Cái này rất là đơn giản đúng không? Fear, fear. Tức là gì ạ? Bớt e ngại đi và yêu thương nhiều hơn.
Feel less, love more. Feel less, love more. Cái từ này nhá, rất đơn giản nhưng rất nhiều người sai. Và mọi người đọc là love, love, love. Mọi người hay đọc là love, love đúng không? Ok, nó là âm A. Và đọc là love, love more, love more. Được chưa? Feel less, love more. Tức là sao? Bớt e ngại đi và hãy yêu thương nhiều hơn.